sao chưa tìm đến nhau. Dòng tố quá rồi, mình cùng nhau sánh vai xây một ngày mai. Dòng tố quá rồi, mình cùng nhau sánh vai xây một kênh audio. Xin kính chào quý khách, hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng đến quý vị anh chị và các bạn một bộ dàn chung của hãng Aiwa. Bộ này rất là hầm hố anh em nhé, thiết kế rất là đẹp mắt và hầm hố. Hình thức phía trước còn tương đối mới, phía sau loa có vỡ nhẹ một chút xíu thôi, nhưng mà mình đã khắc phục bằng gắn keo vào rồi, anh em yên tâm về chơi nhé. Nói chung là tổng quan còn mới đến 95%, mọi thứ đều rất là mới và đẹp, chưa sang một chút xíu thôi. Sơn vận chuyển đây. Bộ này thì anh em có thể chơi tốt ở phòng khoảng độ 30m2 ok nhé. Dàn này về thì chạy tốt 3 khay CD, MD thì không hoạt động. Băng cassette thì còn rất là mới và đẹp, nhưng mình cũng chưa test, phải mình cũng hết băng cassette để test rồi. Con này FM 108 nhé, bát full tại Việt Nam, bát sóng rất là tốt luôn. Con này anh em mà mua về tặng ông bà cha mẹ thì có thể rất là hợp lý luôn. Bát sóng rất là khỏe luôn, nhìn nó bật FM 108 lên. Con này bát đài rất là trong, mình chưa cảm ơn ten bát tốt này rồi nhá. Con này tặng ông bà cha mẹ rất là ý nghĩa luôn. Con này cảm ơn ten này bát thì cực khỏe luôn anh em nhá. Mình chưa cảm ơn ten bát đã rất là tốt rồi, không có réo rè gì hết. Hai loa là bát 16 hay bát 17 gì đó, cái này căng cái liền mình không tháo được, mình xem được nó rơi khoảng bát 17, đánh khá là lực. Đây CD thì nó có 3 khay. Đây, cho anh em xem nó đảo khay. Đấy, nó có 3 đĩa nhá, 3 khay để đĩa. Con này chơi CD khá tốt nhá. Chơi đĩa xịn thì tuyệt vời, chơi đĩa trợ thì cũng rất là tốt. Nó kém vấp một chút xíu đấy. Nếu mà đĩa kém thì nó sẽ vấp một chút xíu, còn nếu mà đĩa ngon thì ok. Nói chung là tổng quát con này thì mọi thứ đều ok. Bây giờ mình sẽ test qua cái CD cho anh em nhé. CD anh em có 3, 1, 2, 3 anh em, nếu mà chạy đến 1 anh ở đến 1. Nếu mà chạy đến 2 anh em ở đến 2 nhá. Ở đây là cái nút T bát này, tăng bát này. Anh em muốn nghe tiếng bát nó lớn anh em cộng nhiều vào cho bát nó lớn lên. Chuyển bài đây nhá, đây là chuyển bài này. Ví dụ chuyển bài 5 chẳng hạn nhá. Đấy. Nút này nút để điều chỉnh các hiệu ứng nhá. Nút này hiệu ứng này. Âm thanh vòm này. Ta nó đi. Anh em muốn nó tiếng bass nó tăng thì anh em ấn T bass nhé, cộng tối đa này tăng tiếng bass lên nhé. Nhược điểm duy nhất của dàn này về đó là cái nút volume này nó vặn, nó hơi loạn nhảy một chút xíu. Nếu anh em cứ vặn từ từ nó xuống, nó về từ từ, hoặc vặn lên từ từ cũng lên từ từ. Còn em nếu vặn nhanh thì nó sẽ bị nhảy nhé, vặn từ từ nó xuống từ từ luôn. Nói chung về cái dàn này về, bây giờ mình test nút cái AUX nữa. AUX anh ấn vào đây nhá. Test qua cổng cắm điện thoại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vỡ bé mong chiều quê. Không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái. Là chiến binh rừng núi thương.
dàn ai qua này với tình trạng hiện tại như này. Thì chú Ken Audio đang bán với anh chị em một giá rất là tốt nhá. Bộ này mình bán với giá chỉ 1,5 triệu nhá. Giá này đã bao gồm tất cả các cái đổi nguồn, dây dắt đầy đủ nhá, để cho anh em chơi và tặng anh em một đĩa CD nữa. Chỉ đến 1,5 triệu anh em là đầy đủ hết các thứ rồi nhá. Anh em nào lấy được dàn này thì inbox cho mình nhá. Qua số điện thoại là 0975 575 262, hoặc là truy cập vào trang fanpage Trung Kiên Audio để xem các cái mẫu khác bên mình nhé. Anh em ở Thái Nguyên có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ xóm Thông, xã Hương Thượng, thành phố Thái Nguyên để xem hàng nhé. Hiện tại mình có rất nhiều các mẫu dàn mini và các mẫu dàn chung với giá từ một vài trăm đến một vài triệu anh em nhé. Anh em có thể theo lựa chọn, có rất nhiều mẫu luôn ạ. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video nhé. Anh em mua hàng thì inbox cho mình nhé.